Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng mình cùng thử tập vẽ chân dung của công chúa anime với nét vẽ đơn giản thử coi nhé. Trước tiên cô cũng vẽ một nửa vòng tròn ở chính giữa của tờ giấy trước, rồi vẽ hai lỗ tai hai bên. Ở cái mái tóc thì có vẻ hơi khó hơn một chút xíu so với những nét vẽ chân dung đơn giản trước. Trước tiên thì cô sẽ vẽ cái mái tóc ở đằng trước trước nha. Ở cái mái tóc này thì các bạn cũng có thể vẽ tự do theo ý thích của mình, không cần là phải vẽ theo một cái quy luật nào hết nhé. Rồi vẽ đôi mắt. Thường các cái công chúa anime thì có cái đôi mắt to tròn, cho nên là cô sẽ vẽ cái đôi mắt to. Cô tô xung quanh là màu đen và có những cái chấm tròn trắng ở bên trong nha. Rồi vẽ cái lông mi á các bạn, lông cái chỗ mí mắt á, cô vẽ cho nó đậm lên, rồi cô vẽ lông mi ra một chút xíu thôi. Cô cần hai con mắt sao cho nó đều nhau và chỉnh sửa lại cho nó đều nhau nha. Vì mình vẽ bằng bút chì cho nên là nó cũng rất là dễ cho mình tẩy xóa các bạn. Nhưng mà các bạn nhớ là đừng tẩy xóa quá nhiều nhé, vì nó sẽ khi vẽ lại nó sẽ bị khó ấy. Cô vẽ lông mày luôn, rồi vẽ cái mũi đơn giản, vẽ cái miệng cong lên giống như là trông cái nét rất là buồn đó các bạn. Rồi cô vẽ cái mái tóc ở bên trên nha, cái phần đầu á, ở bên trên cô vẽ một cái đường cong đụng với cái lỗ tai á. Rồi ở bên trên đầu cô cho bạn có hai cái lỗ tai, giống như là bạn đang cài cái băng đô có hai cái lỗ tai thỏ ở bên trên á. Hai cái lỗ tai này thì cô vẽ nó gập xuống nha. Các bạn nhớ chú ý phần này nhé. Cô vẽ thêm một lớp tóc ở phía trên nữa để trông giống cái phần mái tóc hơn. Nếu mình cài cái băng đô thì mình cài ở chính giữa cái đằng trước ấy các bạn, còn ở phía sau là tóc của mình. Cô thêm một cái ngọn cỏ tóc ở trên đỉnh đầu. Và cái phần này cô sẽ vẽ cho bạn có hai cái bím tóc hai bên, cho nên các bạn cần chú ý lúc này nhé. Vì vẽ bằng bút chì cho nên là cái nét nó rất là mảnh, cho nên là cô sẽ vẽ theo cái đường bút chì và vẽ nhiều nét lại với nhau ấy. Các bạn nhớ chú ý phần này nha. Cô vẽ cho bạn hai cái bím tóc hai bên như thế này. Và tới đây thì cô dừng lại một chút xíu nha. Cô sẽ vẽ cái cổ áo cho bạn. Phần cổ áo cô vẽ là một cái hình giống như hình chữ V. Rồi kéo ra hai đường cong hai bên, rồi nối lại đụng với lại cái cằm á, thì mình tạo thành cái cổ áo. Ở chính giữa cái cổ áo này cô cho bạn cột một cái nơ. Sau khi vẽ cái nơ này xong thì cô quay lại và tiếp tục hoàn thành hai cái bím tóc hai bên.
Ở phần phía dưới để cột cái bím tóc thì cô cũng dùng hai cái nơ kẹp tóc luôn. Và cô đã vẽ được hai cái bím tóc hai bên rồi. Tiếp theo thì cô sẽ vẽ thêm cho bạn một cái lớp áo ghi lê ở phía ngoài nữa. Cái cổ áo ghi lê nha các bạn nha. Vì đây là mình vẽ chân dung cho nên là mình sẽ không có vẽ cái phần dưới. Cho nên là cô chỉ vẽ cái phần cổ áo thôi. Và chúng ta tiếp tục sửa lại các cái phần tóc ở hai cái bím tóc sao cho nó phồng và nó đều hơn. Có thể là cho nó to hơn, nó dày hơn đó các bạn. Rồi từ hai cái chỗ bím tóc ấy cô vẽ xuống là hai cái đường cong xuống hết cái mặt đất luôn. Bên phía trái rồi phía phải để làm cái phần cánh tay ấy các bạn. Giờ thì chúng ta vẽ thêm những cái sợi tóc cho nó đều và tô cho nó sợi tóc nó màu đen của cái bút chì luôn nha các bạn nha. Hết cái phần tóc luôn. Các bạn nhớ là khi mình tô cái sợi tóc hoặc là vẽ thêm các cái sợi tóc cho nó đều thì nhớ vẽ theo cùng cái chiều của cái sợi tóc thì nó sẽ đẹp nhé. Tiếp theo thì cô sẽ tô cái phần da là màu da cái phần khuôn mặt á, cái phần cổ là màu da nha các bạn nha. Cái miệng là màu cam và mí mắt á, là màu cam luôn, thêm một ít má hồng là màu cam. Hai cái tai thỏ thì cô tô màu hồng. Các cái nơ cô cũng tô màu hồng luôn.
Cái phần lớp bên trong cái tay thỏ cô tô màu tím và cái phần cổ áo cô cũng tô màu tím luôn. Cái viền áo ghi lê là màu vàng và cái lớp áo bên trong cô chọn màu xanh lá nhạt, màu xanh lá non á. Còn cái lớp áo ghi lê bên ngoài cô sẽ chọn màu cam. Cái phần tóc các bạn muốn đậm hơn thì các bạn hãy dùng bút chì để tô lại cho nó đậm nhé. Và các bạn hãy dùng cái ngòi bút chì để các bạn tô lại một số sợi cho nó đậm lên để nhìn cho nó có độ nét á. Thế là một bức chân dung về công chúa anime của cô đã hoàn thành rồi. Cô cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Xin chúc các bạn có một bức tranh thật là dễ thương nhé.